Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Bỉ hôm nay. Hôm nay mình sẽ dẫn dắt các bạn đi đến một cái nơi mà trước đây mình từng đi. Và cái nơi này thì khi còn sống với mẹ chồng trước đây thì tụi mình hay đến nơi này thường xuyên vào những cái ngày đầu tuần đi chợ mua những cái món đồ châu Á của những cửa hàng Trung Quốc. Và có đi đến một cái phiên chợ trời ở tỉnh này, đó là tỉnh Sarawak. Thì phiên chợ này tổ chức thường là một lần trên tuần vào ngày Chủ nhật buổi sáng. Thì trước khi vào chợ, đây là một cái công viên rất là rộng lớn ở tỉnh Sarawak. Nơi này các bạn có thể tổ chức picnic, ăn uống, trò chuyện và đi chợ mua thực phẩm, rau củ các loại. Trước khi vào chợ thì có những cái thanh niên này mặc áo màu đỏ sẽ xịt cái nước vệ sinh tay cho mình trước khi vào chợ đó các bạn. Thì cái chợ này là trước khi chưa có mùa dịch á, thì chợ này rất là đông nghẹt người luôn. Mỗi lần mình đi qua là phải chen chúc nha đi qua. Nhưng mà bây giờ đang là mùa dịch, các bạn thấy vẫn còn rất là đông người. So với ngày trước thì đã thưa thớt rồi, nhưng mà rất là đông người ở khu chợ này các bạn ạ. Đi đến chợ này thì mình thấy họ có bán cá ngoài trời đó các bạn. Những con cá này nhìn rất là lạ, giống như cá lau kiến của Việt Nam vậy đó, nhưng mà cái màu sắc khác. Thì khi đến mà nhìn thấy cái nơi mà họ bán cá ngoài trời như thế này là mình nghĩ tới cái phiên chợ miền Tây của Việt Nam mình đó các bạn. Thì đến chợ mà thấy những cái động vật nhỏ như thế này thì mấy đứa nhỏ rất là phái, mấy nhỏ nó rất là thích luôn đó các bạn ạ. Những chú chuột nhỏ và những cái con bọ mà mình hay chơi lô tô, hát lô tô ở bên Việt Nam mà các bạn thường thấy những con bọ nó chui ra chui vào, thì bên đây họ có bán nè, và có bán thỏ luôn. Thỏ bên đây thì họ bán với cái giá một con là 500.000. Ở nơi này các bạn thấy là chợ Sarawak rất là lớn luôn, không phải giống như những chỗ khác mà mình đi nha các bạn. Thì đi đến một cái gian hàng như này thì họ bán những cái loại sách cũ, là cái kiểu giống như là Pokon đó các bạn, là họ bán đồ cũ lại thì có luôn. Và ông xã mình thường ghé sang đây để xem một số loại sách. Thì ở bên này thì chợ thì tất cả các loại sách vở, băng đĩa cassette cũ, cũng như là họ bán quần áo, rồi giày dép, rau củ, động thực vật, rồi thú gia cầm, rồi tất cả rau củ quả trái cây, nói chung là tất cả đều có hết đủ các bạn ạ. Ở đây họ có bán luôn cả thức ăn của người Việt Nam trên những chiếc xe như thế này á các bạn. Thì có rất là nhiều vài cái gian hàng khác nhau của người Việt mình nơi này. Thì khi cái đến các bạn đến nơi này, thì nếu mà các bạn có nhiều thời gian thì các bạn nên đi hết xong một vòng, các bạn xem giá trước rồi các bạn quay lại mua chỗ nào là rẻ nhất. Chứ họ bán giá khác nhau và nhiều nơi mình thấy rẻ hơn á. Cho nên nếu có thời gian thì các bạn cứ đi xem. Khi
Khi đến nơi này thì sau khi đi chợ thì các bạn cũng có thể ghé sang xem tham quan một số nơi ở trong cái khu vực này ha. Thì những cái kiến trúc Tây cho các bạn có thể là xem và thưởng thức những cái gì đó gọi là xưa, họ vẫn còn giữ tới bây giờ các bạn. Nhìn rất là đẹp đúng không nè? Ở đi đến đây này thì mình gặp một chú chó này rất là to và rất là đẹp luôn. Chú chó này rất là hiền và dễ thương đó các bạn ạ. Khi mình đến gần thì mình có hỏi cái cô này là chú chó này là thuộc là giống chó gì, thì chú chó này bảo là đây là một cái giống Berger trắng của Thụy Sĩ đó các bạn. Nhìn chú chó rất là đẹp không, lông rất dài và mượt trắng, nhưng chú chó này rất là hiền và dễ thương, thân thiện với mọi người. Chú chó này thì đang ngồi và đang nhìn ngắm từ một phía một, đó chính là chủ nhân của chú chó, đó là chồng của cô này, rất là trung thành luôn ha. Nhìn rất là thấy thương, mình thích những cái chú chó to đùng như thế này các bạn, mà vào lông dài. Anna, thôi à, ai kết sao sao cơm nhá được không không hả ôi không ê bố coi dẹp lông rồi đi cái nát. Khi đến đây mua trứng gà thì mình thấy hai màu khác nhau, mình cứ ngỡ nó là trứng vịt đó các bạn. Thì cái người bán họ nói không phải là trứng vịt mà là hai cái loại đều là trứng gà nhưng mà màu khác nhau. Đó, cho nên mình cũng thấy lạ lạ. Đây là cái khu vui chơi nhỏ nhỏ ở trong công viên gần ngay chợ luôn á các bạn, để cho các bạn nhỏ mình tung tăng ở trong đó. Giờ tụi mình đang trên đường về nhà các bạn, đi hết một cái buổi chợ cho các bạn xem tham quan cái chợ, mua được cái dĩ trứng rồi đi anh không thi mua được có cái dĩ trứng rồi đó. Ảnh dành ảnh sách cho nặng hay mồi luôn mà ảnh dành ảnh sách đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Đây là một cái công viên trước khi vào chợ nè các bạn, rất lớn luôn, cho qua đây rất là lớn rồi, bye bye.